Okay, chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào 5 tờ 1 đồng với 1 tờ 10 đồng. Mình sẽ mong rằng sẽ trúng lớn. Bao giờ mình cũng mong trúng lớn hết. Mình ở Massachusetts nha các bạn, mình không có copy của ai, ok? Lottery nè. Có cái gì thì coi cái logo trên đây là biết rồi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cào 1 đồng trước cho làm nóng cái. Sau đó là mình sẽ cào tầm 10 đồng. Ok, giờ mình sẽ cào cho các bạn. Bonnet Park là 100. Cái này chơi sao đây? Đọc coi. Get 3-8 in the row. Ok, 3 con 8 một hàng. Hàng nào cũng được, 3 con 8 một hàng là mấy bạn sẽ trúng được. Nè, cái bull này mấy bạn sẽ trúng được 100 đồng nha. Hên xui á. Nên mình cào lộn, mình tưởng nằm bờ đây. Nhưng mà mình cào đây nè. Giờ mình lấy cái tờ khác cho các bạn coi nha. Đây. Nè, nó kêu là 3 con 8 trên same roll là 3 con 8 là 1 roll, 2 roll nè, same roll nè, đó. Đó, đó, đó là roll. Nếu bạn cào trúng 3 con 8 bạn trúng, còn thấy bao tiền á thì bạn trúng bonus luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cào nha. Mình cũng chưa lần nào cào cái tờ này nữa. Mình thấy nó mới nè. Con 7, 1 con 8, 2 con 8. À, biết rồi. 3 con 8 một hàng hay là vậy. Ok. Hiểu rồi đó. Một số 6 rồi đó. 1 con 8 rồi nè. Ok. 1 con 8 đó nha các bạn. Nếu mình cào thêm một được một con 8 nữa là mình sẽ trúng nha. Hay là mình cào một con 8 trên đây là mình sẽ trúng nha các bạn. Con 1. Trời, con 10. Đau lòng. Hiểu chưa? Ok. Cái này bonus là bonus prize là nó cho extra đó. Nếu mà trên đây mình trúng 100 đồng với trúng thêm 40 nữa nha. Ok. Nếu mà hai con 8. Nếu mà 3 con 8 trên một hàng là mấy bạn trúng. Mà đây có 2 con ha, hộp rồi. Kế tiếp. 7 10 số 1. Một con 8 nè. Một con 8, hai con 8, thêm con 8 nữa đi, 8, 8, 3. Không trúng rồi. Ú, 8 ngàn luôn, ghê thiệt. Ú, 50. Gắt quá, gắt quá. Ghê không, 8 ngàn, 50 ghê không. Nếu mà 3 con 8 là nó chết với tôi rồi. Kể tiếp. Số hàng đầu tiên bây giờ cũng vậy ta. 2 con 8 nè, được 2 con 8 rồi nè. Vô nặng thôi. Wow. Thêm một con nữa đi. Ôi trời ơi, dở quá. Nếu mà con này con 8 là ngon rồi. Giờ ra 3 con. Số 6 trúng rồi, coi nhiêu tiền rồi. 20 đồng, 100 đồng, 3 con 8 trên 1 rô. Cắn à, mày cắn à. Ok, let's go baby. Big money coming man. Oh. Bác, cái bác tiền ơi. Vô rồi bạn. Kèo thơm đã chờ mình rồi, cái bác tiền. Cái bác tiền á, là symbol bonus prize á. Là in the, anything in the slot nè. Bonus prize nè. Ok, chờ chút đi. Dớt nó liền luôn.
Để tiếp thôi. Thấy trúng rồi đó, vui đó. 2 con 8. Còn hàng bên đây. Vô. 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 Trời ơi. Nhích qua cái là ok rồi. Nhích con 8 này qua đây là ok. Coi như trúng nhiều. Wow, 100 đồng. Wow, 30 đồng. 38 trên một hàng là trúng. Ok, bây giờ nó nói là bonus prize nè. Cái bao tiền á là mình sẽ coi được bonus prize bao nhiêu tiền nha các bạn. Nãy mình dịch lộn rồi. Cash prize là 3 con 8 là cái box này. Còn bonus prize là chỗ này. Là nếu mà cái bao tiền 100 đồng. Thiệt luôn á. Trời ta cào chúng bao tiền mà chúng cả có chúng con đồng rồi vậy. Thấy gì không? 10.000 cái này không trúng hả? Nghĩ không trúng đó, 1.000 đó. Nó ghi là bonus try là any money back simple slot and win simple any. Để mình coi cái này đâu. Ồ, đúng rồi. Nếu mà trúng 3 con 8 á là mình chỉ có Pride Box nè, Pride Box nè, là trên đây nè, 308 Anything 308 là mình trúng được cái Pride Box thôi. Còn nếu cái bao tiền á, mình trúng được bô nè. Trời ơi, không tin vào mắt mình. Không tin luôn, không tin được luôn. Trúng một đồng. Thiệt luôn mấy bạn. Trời ơi, mình cào ra mình thấy 1.000. Mình thấy 1.000. Không tin được luôn. Là mình không trúng rồi đó. Mình trúng được con đồng. Ok. Bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là mình làm nóng xong rồi. Bây giờ mình phải qua tầm 10 đồng thôi. Chứ sao bây giờ. Dứt. Dứt đẹp thôi. Đồng tiền thôi. Cao riết mất đồng tiền của ta. Ồ đây nè. Mới sắm nha. Đồng tiền 1 đồng nha. Màu vàng nha. Lucky nha. Ok. Cái này thì dễ hơn. Nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Nếu mà có ngôi sai là trúng 15 giải luôn. Khỏi nhân nhượng nha, mình gấp rồi. Mình gấp lại nha. Okay, mình sẽ gấp lại. Giờ mình sẽ dớt 21 25 số 8 số 29 11 13. Ở đây là mình sẽ có là 21, 25, số 8, 29, 11 và 13. Nếu có mấy cái số này là mình sẽ trúng. Rồi mình nhắc lại, mình ở Massachusetts, ok. Có logo nha mấy bạn. Logo này nha, ok. Dứt 21. Số 6 trúng không? Trời, có số 8 thôi. 22 trúng không? Có 21 thôi. Đau lòng đó. Số 3, mình đâu có hàng là số 3 đâu. 13 có nha. Số 9, cháy một nút. Không được cũng được 1.000 bạc. 21 thì mình trúng. 25 mình trúng. 29 mình trúng. 21, 25, 24. 25 ra 24. Chị Miu nhìn luôn. Đau lòng chứ. Thiệt nhiều lúc. Số 4 là không trúng rồi đó. 11 mình trúng, 13 mình trúng. 10, trời ra 14 luôn. Chớ treo đi trời. Số 10, 16 trúng luôn. 17 12, 21 ra 12. Ngược dữ. Thấy sai sai luôn các bạn. 2 nè. 21, 29, 25, 27. Đau lòng chưa? Đau chứ.
số 1 luôn hả? 18 mà đi ỉa rồi. Vô 2 nè, 2 còn cơ hội đến 20% đó. 21, 25, 29 á. Vô, 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 29. 29 lộn ngược nha mấy bạn. Không mà trúng 10.000. Nghĩ sao ra 29 lộn ngược vậy trời. Đó, cơ hội nữa nè. Cơ hội là 90.9999999999 luôn á. Vô 28. Trời. Xong game mấy bạn ơi. 29 ở đây. Ra 28. 25. Chiêu người số 8 ra số 9. Thiệt là đau lòng. Rất là đau lòng. Ok. Mình sẽ kết thúc video của mình tại đây nha các bạn. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy đăng ký channel của mình. Subscribe my channel, ok. Nhớ nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Đã ủng hộ mình bao năm nay. Thank you các bạn.